Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái trò rất là người lớn nha anh em. Đó là Lan nàng zombie nha. Hello Ichi nha. Cái gì ta? Wow, một phát một mười mấy ngàn luôn, ngon vậy. Thần ông hồi chiều. Sao Ichi ơi? Chuyện gì? Hello Nobi, mạng hồi chiều giờ nó bị lắc, anh em thông cảm nha. Nỉ hào em. Gì vậy? Đồ có súng nước luôn hả? Đồ có đạn chém trái cây nữa hả? Cái này gì đây? Đồ điện giật nữa hả? Phải đá vậy? Ở đâu má nhiều vậy quá sao làm? Chết mẹ rồi, nhiều quá. Cái này chắc chơi trên điện thoại ấy, chứ đây làm gì chơi đủ. Rồi. Ôi cái game hồi hơi ấu của tôi nữa hả? Nay nó ra cái bản thứ 3 rồi. Chiều thường là em của em xem clip của ông đó nói gì đó em không biết mà lúc về em đã khóc quá trời. Chiều heo có nói gì đâu mo. Chiều nói gì ta? Chả nhớ luôn đấy. Game này phải dùng đầu. No, game này nó free full rồi Nobi ơi. Đầu điếc gì ở đây? Kim cương quá trời luôn, full luôn rồi. Giờ là cái game này chơi là phải dùng thời gian chơi thôi chứ đầu điếc gì ở đây. Không cần đâu nha. Đột má mở. Đăng nhập ngày thứ 2.
Kim cương xài không bao giờ hết luôn chứ. Nói gì mà không hết. Xài không hết luôn á. Kim cương này là vô tận nha. À, để kèm thêm cái link cho mấy ông mà chưa biết cài để cài. Nhiều ông cài game này về cài không được luôn mới ác chứ. Gì nó kiếm chu tiên rồi em vô xem lại không thấy, mà nó nói bên dòng tin nhắn. Heo cũng méo biết chuyện gì xảy ra luôn. Y chị ơi, sao mà không có ông nào vô nhỉ? Hôm nay có ba ông đấy chứ có ông nào đâu, lo đi chơi game hết rồi. Hello ra gần nha. Chơi cái nào ta? Thôi chơi cái cũ đi. Có 10 người lận hả? Vậy là đông rồi đấy chứ. Đâu rồi, đâu rồi? Cái hàng này hơi mắc. Mấy cây đầu thì ở đâu má cái này không hả? Cái này lấy làm gì ta? À chắc hình như cái này là đóng băng, thôi bỏ lại đi. Cái ớt được xài. Mấy cây mà cao quá là xài không được. Dạ, bao nhiêu đây chắc cũng đủ đánh rồi ha. Ok rồi. Ơ củ lạc. À à, nó tự chọn cho mình hả? Rồi ok. Phát cạc thì 100 thằng cũng có. Nó khóc là em tốn tiền đưa nó đi ăn mà nó giống em ăn không mập nổi. Heo hít thí trời không mà nó cũng mập nè. Hơi rắc rối cho ông. Tới 11 người xem lần đây. Mấy cái dòng đầu này thì dễ chơi rồi. Không sao, không sao, đầu vô. Mẹ dướng cái bia nữa hả? Má nữa. Có thằng vua nữa kìa. Thấy đậu phộng. Giết thằng vua liền. Mình chậm tay hơn nó là nó lụm cái mấy cái trái liền luôn á. Má thằng vua đó thấy vậy chứ chứ mất dạy lắm đó. Đó đó đó, thấy không? Đó đó đó, phải nhanh hơn nó, chậm hơn nó là ăn cám luôn. Rồi xong hàng hậu vệ rồi, bây giờ lên hàng tiền đạo. Mẹ rồi, chết mẹ rồi, rồi rồi rồi. Đi cây bông rồi, rồi rồi. Xong luôn. Ơ hay, mình có quyền trợ giúp mà. Đậu.
Đột mà y một cái hàng luôn hả? Rồi vậy chơi này quá dễ rồi. Có thêm 3 quyền trợ giúp ở dưới nữa, một nồi luôn, trời ơi. Rồi mấy chú chạy lẹ lẹ nè. Nè coi nó bắn nè. Ghê hồn, ghê hồn. Cái thằng thủ lạc này nó bắn cái gì ta? À nó phun hai đầu luôn. Kinh nha. Ông có người yêu cho tôi hỏi cái là tự nhiên nó rất hồn nhiên, có đứa thích nó tôi mà tôi với nó không quen biết gì hết, giờ tính sao? Bụp nó chứ sao? Giết nó có trả mà heo hả? Kiếm cây đầu ba đầu đi ông, y chi hỏi một phát mà tôi xoắn não phải luôn. Hello trường cáo nha. Hốt luôn chứ sao y chi ơi. Ở đâu? Ủa nó bắn giùm không được hả ta? Mẹ rồi, chết mẹ rồi. Đây, 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 đây. Để cục này lên trên cho nó đánh phụ. Má cái phần 2 này nó chơi khó hơn phần 1 ha. À phần 1 chơi khá là dễ. Cái này là mình chơi công bằng, không dùng sự trợ giúp nè. Chứ nếu mà chơi mà dùng sự trợ giúp thì thôi rồi, mấy cái này là quá đơn giản. Một phút 30 giây. Rồi, đủ nồng đạn rồi đó, đủ đạn rồi đó, chơi tới luôn. Sợ gì mấy con này nữa. Ê, lụm mấy cái lá vô. Trời coi nó quýnh ngày đã ghê không. Thời ơi à, thời ơi à. Coi nó quýnh kìa, coi nó quýnh kìa, hề ghê không. Nè coi nè. À bữa boomerang chết mẹ rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ây da, mạnh quá, mạnh quá. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi ạ.
Ý có một chùm chìa khóa kìa. Gì? Xong mùng mừ em đi học rồi chán. Ủa sao nghe nói là nghỉ hết đó, hết tháng 2 mà. À, cho có gì cái cây bumerang kêu biu biu hoài. À, phá đảo cái một hả? Em chơi toàn nhân hai là không à. Cái này tiếc là chơi chúng ta hack không có được, nó không có xài cái Google được. À, chứ xài Google được là ngon rồi. Buồn buồn ở trên máy tính mà chơi này là ngon. Ủa sao anh nghe là thôi còn cái gì, anh em nghỉ là tới tháng 3 lận mà. Tháng 3, đầu tháng 3 mới đi học mà biết đâu. Trời trời trời, đồ má có khổng lồ bự nữa hả? Ủa thằng này chơi sao đây? Đây là gì đây? À, nó phun vậy đó hả? Trời trời, đồ má tới gần nó mới phun mà. À à, bắn từ xa hả? Ồ oh. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi, đông quá, đông quá. Đồ má bé nhỏ lên luôn hả? Thôi rồi, dùng quyền trợ giúp rồi. Dùng quyền trợ giúp rồi. Đồ má, mấy trái này bắn bắn tia laser nữa hả? Thôi rồi, thôi rồi. Hello, hello chia nha. Đi chạy cho nó lẹ. Kỳ nghỉ tôi còn dài hả? Dạ dạ. Tùy nơi hả? Ở đâu em không biết chứ chỗ em là vậy. Buồn chứ vậy. Lì xì gì trường cáo, hôm bữa anh có lì xì phát rồi mà tại em không lên đó chứ. Cho tụi nó hít đá. Đu đủ đi heo nữa hả? Thôi bây giờ mình ra mình đi shopping đi hả? Ok ok, đi shopping đi, đây. Đâu rồi, đây, mũ này nè. À, có ai lì xì đâu, lâu lâu mới có một hai bạn lên donate chứ đâu phải ngày nào cũng có đâu. Anh em đã có quà lì xì gì chưa?
Út cần quá nhiều cũng mệt nữa hả, cũng chết nữa hả? Hút ít thôi, ai mượn hút chi cho nhiều. Trời đâu, má con này 200 mấy mảnh hả? Má lấy đâu ra trời. Zombie lan chi ơi, trời không có ký ức về con này à. Con này là nhiều người chơi lắm đó trời. Giờ hỏi con này là game gì nữa. Thôi em hack tiền thôi được rồi em, hack kim cương thôi, đừng có hack tiền. Mình hack mình cũng vừa mình chơi với chứ. Hack hết lấy gì chơi. Mới tặng chiếc nhẫn cho bạn gái. Má vậy mà không ai donate cho tôi hết buồn ghê. Có phiên bản hack full cây. À thôi mấy phiên bản nó khó cài lắm, phiên bản của heo khá là dễ cài ha. Heo có hướng dẫn anh em cài ở dưới phần miêu tả đây, có link đây. Mà hôm nay lại một ngày ít người xem nữa trời. Mà chán ghê không. Hôm bữa phát lì xì ngày trước thì quá trời người xem, qua ngày 2 cũng nhiều người xem. Đã qua hôm nay thì lại hết đây xem. Chán lắm. Sướng ít gì đâu. Má mua con này có nên mở hết con này không ta, lần được có 10 mảnh à, mà 250 mảnh mới được một con. Mà con này chắc mở ra được nó chắc cũng cả một vấn đề đó trời. Cứ có em là ít hả, vậy mới chết chứ. À heo không có chơi Free Fire chị ơi. Hồi đó heo cũng có chơi mà chơi bản Trung Quốc ấy. Nó free full hết luôn. Còn bây giờ thì bản này nó không có free full hết, free ít à. Bắp cải này nó bắn ngon nè. Mẹ bên kia có con. Ấy sao nó không nổ? Má rồi rồi. Đời mà làm gì héo hô được. Kéo xuống phần mô tả có link đó. Tuấn ơi. Trời ơi, mấy chú cứ bay cứ nhảy đi. Đây, tôi sẽ để đây. Nó chạy nhanh quá, lụm mấy cái gục này ra không kịp luôn á. Đây, cái con cầm não nè, rớt mẹ nó cục não ra rồi. Hồi đó còn nhớ nhà đâu có tiền đâu chơi mấy bản này. Hồi đó là chơi bản ốp ở trên máy tính á.
Đồ mà chơi vậy mà cũng vui. Giờ bản này chơi online luôn rồi. Game này chữ sợi đúng con hề hả? Có luôn hả? Anh đặt xuống đợi nó nhô lên mới nổ. Má chờ nó nhô lên là nổ hết bà nữa rồi. Úp lên. Đồ, mã trái này lên được level 4 rồi hả? Rồi, ok. Chơi đủ không? Hai đứa sao bắn kịp? Ba đứa luôn. Chơi. Chọn sai rồi, đáng lấy ra phải chọn cái bắp cải chứ. Bắp cải đánh nó mới ngon, mấy thằng này đánh ngon nhưng mà còn khá là bụng về nha. Ok rồi. Rồi, đủ đội hình rồi đó, đủ đội hình rồi. Hello Sang, lâu quá không thấy. Một kim cây ốc chó cổ đại heo. Có nữa hả? Ốc chó cổ đại chịu được 3 phát. Gì ghê vậy hả? Mà quan trọng cái cây đó nó nằm ở đâu á chứ. Em hít con củ cải đấm bóp. Hình như củ cải đấm bóp hình như lại gần nó mới đấm mà. Đĩ mẹ nó. Đâu có mượn. À quên. Trời ơi. Ok. Tắt wifi đi là khỏi quảng cáo. Quên. Nãy giờ quên. Tắt wifi là hết quảng cáo. Map cổ đại hả? Vậy là hình như chưa tới rồi. Còn đang có mấy map thường à. Ủa có cái shop gì mà chọn đồ không anh em? Chứ mấy cái này thì thôi bỏ cái cây này ra đi. Nè lấy cây này nè. Chứ giờ muốn mua mà giờ méo biết ở đâu mua luôn. À bỏ qua hơi khó nên thôi. Chuyển qua chế độ kia đi. Có cái cách nào mà để cho nó tự lụm không anh em? The zombies are coming. Chết mẹ rồi. Thank you.
đứng đó đi. Chờ tiền về thì chú sẽ biết tay cưng. Đâu đây? Không dùng tới sự trợ giúp luôn. Ê ê, vậy thì quá đông đúng không? Đó. Đồ má, đội nón có lên bắn dữ vậy. Mở được cái cây ăn thịt rồi. Gì? Game này nhiều địa hình lắm. Đúng rồi, mới ra hồi chiều mới coi là thấy có ra bản thứ 3 rồi đó mà. Làm cái khác kiếm lan hả? Anh có chìa khóa là mở được hết map rồi. Ủa có không? Có không? Chìa khóa nằm đâu? Tôi đi toilet một cái nữa chứ. Vậy cây đó ăn mộ hả? Mười cái chìa khóa nằm ở đâu? Ồ, level không đủ để đi trong bông à. Kế bên kim cương. À đây á hả? Còn cái này giờ đi đâu? Mở cái gì em? Mở cái gì? Mở cái gì? Game này có bản bắn súng góc nhìn thứ ba, một bên zombie một bên lan bắn nhau đã lắm anh. Có luôn hả? Đồ má, cái này phải bỏ tiền mua cái bản của Trung Quốc là chúng ta được mua mấy cái cây luôn, còn cái bản Việt Nam thì chúng ta không được mua bằng tiền, chỉ được mua bằng kim cương à. Mà kim cương nó bán cũng giới hạn lắm nha, nó khôn như quỷ vậy. Ok, ao hỏi map Ai Cập. Rồi map cổ đại là map nào em? Map nào, map nào, map đó tên là map gì? Phải này ông, thành phố Maya cổ đại nè. Map Zura. Zura, Zura. Ủa đây làm gì có map Zura? Rồi ở đây không có map Zura rồi em ơi. Đâu có đâu. Nè 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 nè, Zura, Zura. À, mở được rồi kìa, mở được kìa. Ok, ok, vô. Đột má cái cây mọc lông luôn hả? Heo lắc. Á đồ. Ở đây thì làm méo gì có ơi. Má mấy cây này sống ở đây nổi không trời. À hình như là heo biết game đó. Heo thấy game đó rồi mà không có chơi.
Ui, map này dễ. Hết dễ rồi. Hết dễ rồi. Mẹ đâu mà đông vậy? Rồi, rồi, rồi. Đùa mấy chú thôi. Không mà mấy con này sống dai thiệt, đĩ mẹ nó. Trả lời, trả lời, trả lời. Đậu phòng. Ê, cái này phải nâng lên mới đánh được chứ vậy sao đánh. Má, mới đây mà top thứ nhất nó đi rồi kìa. Nâng cấp mấy cây bông này lên, nó lên được không ta? Chứ hiện tại thì thấy nếu mà như vậy thì nó ra đâu có kịp đâu. Năng lượng nó ra không đủ. Má không đủ thiệt luôn á. Nè để thử con này nè. À bắn mấy cục đá vậy đó hả? Đẩy bà nó. Má nhìn mình ảnh long không? Anh vô dấu online đi hả? Đấu online hả? Hello Miu. Mua nó còn hả khủng long nữa hả? Ghê hả? M30-20 nữa hả? Bản nhạc tấu hệ. Má chưa được mở khóa con này mà cứ mở ra con này riết. Nè con bắp cải đánh nhau nè. Đó. Vô trong đó cũng cầm điện thoại được nữa hết Nobi. Lại gần nó đấm được chứ nó ở xa nó đâu có đánh được đâu. Gì ghê à, gì ghê à, nhà không cho xem hả y chi? Cái này nó đâu có lên max level được đâu em. Cái này phải mua từng món. Hôm bữa anh có cái bảng kia là có thể mua hít cái nào là mua cái đó, mà bây giờ cái này không có mua được vậy. Mà chán thì chứ phải mua từng món vậy nè.
vãi cả má. Nó bị sâu ăn còn mỗi một cái ha. Không, tại em bắt full ngoài hả? Mà không mở quạt thì nó nóng, còn mở quạt thì nó lạnh. Chán thì chứ. Gây thiệt, gây thiệt. Gắn nhạc nhảy trong toilet luôn. Sao nó phi mấy con này không vậy ta? Ồ, nó chỉ nâng bảo vệ cho con này thôi. Làm sao nâng được bông? À, bông nâng không được. Thời gian thì có thể nâng lên. Ừ, game này là bao hút máu luôn, không hắt là không thể nào. Wow wow wow. Cảm ơn đẹp trai nha. Trời trời, nghe cái tên là thấy đẹp trai liền. Cảm ơn nhiều nha. À không, cái này cài lợi nhân 8 là mất hết nên nếu mà cài là cài lúc đầu, chứ bây giờ cài là méo được rồi. Má con bắp cải càng ngày nó càng bự. Ủa, cái làm bát này là cái gì ta? Hello Tuấn. Tiếng đòn nghe phơi vải hả? Đòn đi. À, bản China anh chơi rồi em. Bản China chơi ngon hơn nhưng mà méo hiểu tiếng của nó. Lắp đi rồi cho anh em biết cái cảm nhận. Chơi đủ. Má, hồi nãy giờ xài hết tiền nào không hay luôn. Đậu không được. Một cái nữa. Ok cool. Nhưng mà nó tốc độ bắn nó chậm quá nha. Chơi khủng long luôn hả? Chết mẹ, chơi khó nhau rồi. Cái gì kỳ á, đồ chơi hù nữa hả? Sao cái con khủng long đó nó cứ nó chạy ra chạy vô hoài vậy anh em? Ừ.
nó bắt mấy con kia giục lên hả? Chết mẹ rồi. Má, mấy con khủng long nó không giết được hả trời? Ây da, ây da, chua nha, chua nha. Á đồ. Má, cái này xài tốn tiền hồi nãy giờ không thấy. Trời trời trời. Bởi vậy cái gì nó cũng có cái giá của nó mà hồi nãy giờ không thấy. Auto 7 nha. Đồ má bắp cải giờ quăng vô hấu luôn rồi. Nó có hiệu ứng đẩy lùi nữa hả? Thử hết mùng 5 trong toilet hả? Có luôn. À quên nó. À quên nói là khủng long chỉ làm cảnh thôi. Đúng rồi, con khủng long chơi khốn nạn phải lồn. Nó bắn mà ho bột 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 bột. Má nghẹt mũi luôn, hết nói chuyện luôn, đỉ mẹ đó. Rồi hôm nay được 16 người xem, đợi theo tí nha, nghẹt mũi luôn rồi. Chán lắm. Để 5 giây. À hết nói chuyện lâu rồi. Gì bóc backdrop hả? Đằng sau nhìn phê vậy hả? À background lên sau nhìn phê vậy hả? Không bắt quạt nó nóng chịu không nổi trường cáo ơi. Ôi ơi để tắt. Má hồi nãy giờ không tìm được cái hồn để nâng cái cây đó lên. Chỉ nâng mấy cái map đầu thôi. Mẹ nó. Gì vậy? Gì vậy? Á đồ. Ê ê ê, cái này có bộ ngon nè. Ê, 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 cái này ngon nè. Cái quả dâu này ngon nè nha. Coi nè, coi nè. Để đi. Đó, 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 đó. Cái nữa, cái nữa. À thôi, cái đó để dành cấp bách lắm mà chúng ta làm ha. Gì đây, gì đây. Trời, trời, trời. Đậu. Má, con khủng long chơi khá là mất dạy nha.
Trời đồ má, vậy sao bắn nổi nó? Thằng nào thằng nấy đội nóng cối không? Rồi, rồi, rồi. Hát đồ. Lạnh lắm, đeo trứng cút luôn hả? Tội em nhớ để làm cho ma cà rồng sợ mà tới Jimmy. Nó ăn nó bị cay mắt em. Ủa kẹo này nó làm gì ta? Nhớ nha, mai mốt đi ra đường là cầm tỏi heo nha. Nãy gì đây, trồng gì vậy? Rồi trồng gì chừng nào nó lớn? À nó lớn nó cho được 5 xu vậy thôi đó hả? Tới con ong nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa kìa. À, cách kiếm vàng nhanh nhất trong game là ở đây á hả? Ôi vãi. Kích kiếm vàng gì cũng không ngon lắm nha. Tưởng đâu trồng được cái bông gì khác. Mấy con Yugi hả? Yugi nào, Yugi nào? Game đó là game gì Nobi? Để mai chiều kiếm coi. Dài. Má cái con khủng long đúng là chó luôn á. Ở đâu? Chơi 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 chơi. Chơi gì mất dạy vậy con? Thank you.
đồ. Chạy mất dạy mày. Trời 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 trời. Má có cách nào giết được con khủng long đó không trời? Chứ thấy cái con khủng long đó là chó đẻ quá mức nha. Có mấy con khủng long thấy cũng ngán ngẩm thiệt chứ. Mà không giết được nó mới ép chứ. Đó đó đó, thấy khốn nạn chưa? Tỉ mẹ đó. Trời trời trời. Ủa vậy tóm lại là mấy con này là người ở đâu? Má ba con luôn, trời ơi à. Má con khủng long khốn nạn nập nự. Là game kinh dị vui lắm. Thôi thôi thôi, game kinh dị không chơi. À thâu game đó 150 em. Thôi ok. Game này ít ai xem quá, chán quá, thôi ốp nha. Mai chúng ta tiếp tục gặp nhau bên PC ha. Ok, chắc mùng 6 người ta lên, người ta đi ăn khởi công, khai trương gì hết rồi, không có ai hết. Chán thiệt chứ. Má cái map dài dữ rồi ta. Trời trời trời. Má tới đây còn đánh boss đồ nữa hả? Kinh. Đầu ống chó cổ đại là cây nào? Đâu cây nào là cây ống chó? Cây này hả? Không phải đâu, cây đó là cây năng lượng. Em ăn bám cơm ba mẹ hả? Rồi thôi ok ha, bye bye anh em ha. Mai chúng ta lại đến với một con game khác và tám tiếp ha. Ok, chơi game vui vẻ mà có bộ ít anh em vui quá. Ok, bye bye anh em nha. Bye bye. Thank you.